Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ quảng bá cho quý vị và các bạn một khu di tích lịch sử mà cách đây mấy trăm năm đã gây chấn động của thời vua quan ngày xưa, đó là Lệ Chi Viên. Lệ Chi Viên thì các bạn cũng biết là đây là khu di tích lịch sử của Nguyễn Trãi. Nói về Nguyễn Trãi là một vị quan thần yêu nước hay còn gọi là văn võ song toàn vào thời điểm đó. Và ai đã là cho Lệ Chi Viên và dòng họ Lệ Chi Viên được chi du tam tộc cách mấy trăm năm cho đến thời điểm bây giờ vẫn còn sừng sững và lừng lẫy, tiếng tăm không thể nào được vơi bớt về nỗi oan ức của Lệ Chi Viên. Ai là kẻ chủ mưu và ai là người làm cho Nguyễn Trãi rơi đầu tại đây, và viên đá chặt đầu của Nguyễn Trãi bây giờ ra sao, và đền thờ Lệ Chi Viên bây giờ như thế nào? Xin mời quý vị các bạn hãy cùng mình vào tham quan và khám phá khu di tích lịch sử nổi tiếng vụ án Lệ Chi Viên. Xin mời quý vị các bạn hãy cùng vào đền Lệ Chi Viên. Thì ông xin giới thiệu về cái di tích đền Lệ Chi Viên cho các cháu nghe. Là qua cái cổng tam quan mình đề chữ Lệ Chi Viên thì cũng là nhiều người như vậy là cũng chưa hiểu chữ Lệ Chi Viên là gì. Nhiều người là cho lệ là nước mắt. Thế nhưng thôi thì nó để ông phân tích cái câu Lệ Chi Viên. Lệ chi và tiếng Hán viết liền nhau không dấu gạch ngang ở giữa, thì Lệ Chi nó là quả vải, viên nó là vườn. Cái lịch sử lớp 6 ngày xưa dạy là vụ án Lệ Chi Viên, là vụ án xảy ra tại vườn vải này. Thì vụ án này là lỗ oan của cụ Trãi. Cái cụ Trãi này là sinh 1380, sinh ra quê ở Chí Linh, Hải Dương. Năm 1400 là cụ thi đỗ thái học sinh của đời nhà Hồ, cùng cha là Nguyễn Phi Khanh làm quan trên triều đại Hồ Quý Ly. Đến năm 1407, giặc Minh sang xâm phạm, đời nhà Hồ bị tan rã. Cha của Nguyễn Trãi là Nguyễn Phi Khanh bị bắt sang ải Nam Quan Trung Quốc. Nguyễn Trãi theo cha sang ải Nam Quan, nhưng ông Phi Khanh nhìn về đất nước Đại Việt còn chìm trong bóng tối, còn dưới ách đô hộ của giặc Minh, khuyên con quay lại nuôi trí nữa để trả thù cho nước nhà. Cụ Trãi ngẫn ngừ chưa muốn về, mà ông Phi Khanh lại còn ngồi ở trên xe xích, tức là gông xích. Làm thế nào để cho con mình hiểu? Đành ông vừa đi ông vừa làm bài thơ đọc để cho con mình hiểu. Ông Phi Khanh làm bài thơ như sau: con yêu quý chớ xuôi lòng mềm yếu, gác tình riêng xuôi cánh trở về Nam. Về đi con tận trung là tận hiếu, đem gươm mài bóng nguyệt lưới khăn tang. Nếu giờ đây con muốn nước ta tiêu diệt, lưới thù kia sẽ úp xuống đầu xanh. Không bao giờ, không bao giờ con chết, về ngay con chí nguyện công thành. Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm, thì nghiến răng vung kiếm quét quân thù. Trái con ơi, tương lai đầy ánh sáng, cha đứng đây nhìn rõ cả ngàn thu. Thì ông Trãi cũng hiểu ngay, nhận được tín hiệu của cha thì bắt đầu ông trả lời cha. Rồi cha nói đến tương lai đầy ánh sáng, bỗng lòng con thức tỉnh một cơn mê, quỳ lạy cha trên đường ảm đạm, rời Nam Quan con theo gió bay về. Thì cụ Phi Khanh thấy con mình quay về rồi mừng quá, gọi với theo con ở bến Kim Đan cho đến ngày cha nhắm mắt. Cha khấn cầu con ấy lại được sang sơn. Thế cụ Trãi nghe lời cha, bởi vì nếu mà bảo về mà nôn nóng mà đánh ngay thì lưới thù sẽ úp xuống đầu xanh. Thế về Nhị Khê Thường Tín Hà Tây, quê của mẹ đẻ mình là bà Trần Thị Thái. Thì bà Trần Thị Thái này là con gái của quan tư đồ Trần Nguyên Đán. Ở từ năm 1407 đến năm 1416, trí đã lớn, lòng đã đủ dũng cả, bắt đầu mới ra gặp Lê Lợi, cùng Lê Lợi vào dự lời thề ở Lũng Nhai Lam Sơn Thanh Hóa. Từ năm 1418 đến năm 1428 là cụ Trãi giúp Lê Lợi đánh giặc Minh. Từ lúc vào như vậy kết nghĩa anh em với Lê Lợi thì Lê Lợi phong là như vậy cụ Trãi là quan khiển binh, tức là quan nhất phẩm trong triều, tức là không còn dưới ai cả, chỉ có dưới vua thôi. Thế từ đó như vậy vợ cụ Trãi giúp Lê Lợi đánh giặc Minh. Thì 10 năm cụ Trãi giúp Lê Lợi đánh giặc Minh, thì có một hôm đi dạo Hồ Tây lại gặp cái bà nộ này, quê ở làng Tân Lễ, thôn Hải Triều, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Con nhà nho đi tìm con đường cứu nước, lại làm gánh chiếu dệt của quê mình đi bán. Cụ Trãi thông trông thấy một người đàn bà tài đức vẹn toàn,
với cái sắc đẹp nghiêng nước sắc thành, cụ ngả bốn câu thơ thất ngôn tứ tuyệt để trêu ghẹo cái bà nội này. Cụ trái trêu bà nội: ả ở đâu ta bán chiếu ngon, hỏi thăm chiếu bán hết hay còn, xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con. Thế thì bà nội nghe cái câu ông trái này, ông bảo là như vậy là mình như vậy là con mấy con gì. Thế là bà cũng đã đổ ngay cánh chiếu, bà làm bốn câu thơ ra lại: thiếp ở Hải Hồ bán chiếu ngon, can chi đến hỏi hết hay còn, xuân xanh đang độ trăng tròn nè, chồng còn chưa có, có chi còn. Tức là phục tài của bà nội này. Thì Nguyễn Trãi rước bà nội vào cung, xin nên lợi làm mối cho vợ ba của cụ Trãi. Từ lúc vào trong cung, bà nội được Lê Lợi phong lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Nội. Lễ nghi là dạy các cung tần mỹ nữ trong triều, dạy phép tắc của nhà vua, và dạy con của vua Lê Lợi học. Thế từ đó như vậy là vợ chồng cụ Trãi vào trong cung, ngày thì dạy học, đêm thì làm thơ đánh giặc. Tài của cụ Trãi này, đánh giặc không tốn một viên đạn, không tốn một màu sắc. Cụ đánh giặc bằng ngòi bút, đánh giặc bằng thơ. Cụ dùng mỡ lợn viết nên lá cây: Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Cái nước chèo nó đục thủng lá cây rơi xuống dòng sông, giặc vớt lên đến lá rừng còn in đất trời này của Nguyễn Trãi của Lê Lợi. Thế 10 năm là vợ chồng cụ Trãi đánh thắng được 10 vạn giặc binh. Từ đó như vậy triều đình mới lẩy ra cái bọn định thần như ông như ve. Cụ Trãi thấy không ổn, xin Lê Lợi làm để về đền Côn Sơn làm ngày dạy học. Lúc Lê Lợi chưa qua đời thì chưa đồng ý cho cụ Trãi về. Thì cụ Trãi về Khuyến Lương, quận Hoàng Mai, Hà Nội để dựng cái chòi làm thơ. Sau khi Lê Lợi qua đời, vợ chồng cụ Trãi về đền Côn Sơn làm nghề dạy học. Thì Lê Lợi qua đời thì và con của Lê Lợi là vua Lê Thái Tông lên thay ngôi. Đến ngày 7 tháng 8 năm 1442 là vua Lê Thái Tông đi vi hành về bên Đại phía Bắc, về sông Bạch Đằng thuộc huyện Quảng Yên, Quảng Ninh. Đấy. Trước khi vua ra về lại ghé lại đền Côn Sơn thăm lại cố nhân của mình là cụ Trãi và cụ Lộ, mời cụ Trãi và cụ Lộ phò vua về Thao Long để giúp việc cho vua tiếp. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, cụ Trãi khất từ không về được. Lai nỉ mãi, cụ Trãi cho đồng ý. Đấy. Cho như vậy là bà Lộ phò vua về Thăng Long. Thế đi từ như vậy là đền Côn Sơn, đi qua Nục Đầu Giang, đi qua con sông Thiên Đức của Đại Nai này. Thì tại như vậy đại chi viên này nó có hành cung của nhà vua, do cái bà Nguyễn Thị Anh này là vợ ba của vua Lê Thái Tông nhưng lại đương kim hoàng hậu, vì cái thai nhi lại không phải chính trực với vua, mới muốn che giấu cái tội lỗi của mình, câu kết bọn quan lại trong triều coi kẻ thù số một của mình là cụ Trãi và cụ Lộ. Đến khi về đây là vua Lê Thái Tông nghỉ ngơi thì bọn quan lại nó xúm lại chúc vua Lê Thái Tông uống rượu. Biết rằng vua ngà ngà say, bọn quan lại đã tự rút, để lại một mình bà nội ở lại hành cùng với vua. Nửa đêm vua khát nước, mới bắt đầu tỉnh dậy khát nước, nhờ bà nội dâng cho vua cốc nước. Nhưng cốc nước bà nội dâng cho vua là không phải tự tay mình rót, bọn phản tặc nó đưa. Thế này nhưng mà vua uống hết cốc nước là vua ngừng tắt thở. Bọn quan lại nó biết là bà nội trúng kế, nó quay lại nó trói bà nội. Nó không kết luận là vua phải cản chết, nó không bảo vua trúng gió chết. Nó giở vờ khám xét tử thi, nó bảo vua chết về cái bệnh thượng mã phong. Nó vu cho Nguyễn Trãi dùng mỹ nhân kế cho vợ đi giết vua. Thì nỗi oan thiên túi cả trời mây, nguồn huyết lệ chôn vùi trong đất cỏ, rằng Nguyễn Trãi tâm trong muôn thủa, bình ngô sách sáng tỏ từng trang, dùng nhân nghĩa cứu giang sơn, lệ chi vườn vải nỗi oan nghiêng trời. Nguyễn Thị Lộ như áng mây hồng, phò đức vua chẳng quản công, lệ chi vườn vải đánh rồng bi ai, làm ba họ làm xoài mặt đất, giọt máu đào oan khuất vì đâu, để cho trời phải nặng đau, để cho mặt đất nát nhào và nghiêng. Sau 9 ngày là bà Nguyễn Thị Anh giết được chồng mình rồi, vu oan được cho vợ chồng cụ Trãi, ra cái án chu di tam tộc cụ Trãi, chu di tam tộc cụ Lộ. Thế nơi mảnh đất Đại Chi Viên này, 6 họ, hơn 400 người đầu rơi máu chảy các cháu ạ, không phải là ít. Thế tưởng rằng bà Anh đã thoát được thân, nhưng sau khi như vậy bà Nguyễn Thị Anh này cũng sinh ra được người con trai tên là Lê Băng Cơ.
lên 8 tuổi thì cũng được làm thái tử. Nhưng trong triều đình nó lộn xộn, tức là nó chém chết cả mẹ lẫn con. Thế thì lịch sử thì để lại là cụ Trãi có kêu mang cho bà vợ tư của ông vua Lê Thái Tông này, là bà Ngô Thị Ngọc Giao. Thế sau khi như vậy là lúc mà giải xa án thì như vậy là vợ chồng cụ Trãi xin cho như vậy bà Ngô Thị Ngọc Giao như vậy thoát khỏi tội chết, mang về chùa Huy Vân trú ẩn. Sau khi tức là vợ chồng cụ Trãi tẩu thoát được bà Ngô Thị Ngọc Giao này, thì bà Ngô Thị Ngọc Giao đẻ được người con tên là Lê Tư Thành. Đấy. Thì lịch sử vợ chồng cụ Trãi là bỏ còn giọt máu cuối cùng của đời nhà Lê là ông Lê Tư Thành. Đến năm 1464 bắt đầu như vậy là tìm đến ông Lê Tư Thành. Thì ông Lê Tư Thành này bố thì chết sớm, mẹ thì cũng là bố thì chết trong bụng mẹ, mẹ thì chết sớm không người giúp đỡ. Thì học xong học cao trông rộng, như vậy chị về chợ bốc vác để sinh sống qua ngày, nhưng toàn đem vận may cho dân thôi. Như anh nào muốn mở quán bán hàng, muốn bất kể hàng gì cũng đón ông ăn để cho như vậy là bán cho đắt hàng, ăn xong lại không thanh toán. Thì sau cũng bảo ông cứ về đi không phải thanh toán. Đến lịch sử cụ Trãi vợ mê cụ nộ để lại là còn giọt máu thì tìm đến ông Lê Tư Thành năm 1464, chính thức ông Lê Tư Thành lên làm vua, cải thành Lê Thánh Tông. Thì từ lúc lên làm vua thì mọi người ngày xưa cho ăn bát bún, ăn phở, bát cháo, bát tiết canh, bát lòng lợn, lập thành sổ lợn đến rồi. Sau khi giả mãi không hết nợ, nhưng ông Tư Thành này sau khi lên làm vua cải thành Lê Thánh Tông, bắt đầu còn mắc thêm cái tội lợi như chúa trổ. Chính ông chúa trổ về lên làm vua cải thành Lê Thánh Tông mới lập đàn giải oan cho cụ Trãi, xong lại quên không minh oan cho cụ Lộ, lại gửi bức Bình Ngô Đại Cáo sang thế giới soạn thảo rồi mới cất lên tiếng nói là vua thánh minh oan, nhưng sao khuê vẫn bên mở bên sáng. Thế minh oan thì như vậy là cho cụ Trãi rồi thì lại không quên mung ba cụ Lộ. Thế thì cũng người hỏi cụ Đền mà báo cáo cụ Đền, đời nhà Nguyễn đã xử như vậy là bị tru di, làm gì còn đời nhà Nguyễn. Thì sau khi cụ Lộ nhận lời phò vua về Thăng Long, cụ cũng biết rằng là cụ chết, nhưng cụ cũng không như vậy là nối đời nhà Nguyễn. Thế bà cụ Lộ này, bà mới gọi bà Trần Thị Mấn này lên là đi giờ chị như vậy là, tức là như vậy là thương cụ Trãi ở đền Côn Sơn vò võ một mình, không có người như vậy dạy học, không có người như vậy là mài mực, không người cơm canh, không người giặt rũ cho cụ Trãi làm nghề dạy học. Chị nhờ em ở lại giúp chị cái việc này, và chị giao nhiệm vụ cho em là làm sao em phải nối đời nhà Nguyễn. Thì sau khi bà Trần Thị Mấn này nghe lời bà Nguyễn Thị Nộ, bắt đầu nhận lời, thì lúc thảm án xảy ra là bà Trần Thị Mấn này có giọt máu cuối cùng với cụ Trãi, được người học trò Trung Kiên cõng đi dấu ẩn. Thì bà Trần Thị Mấn này đẻ được người con trai tên là Trần Anh Vũ. Thế lịch sử như vậy là thì ông Lê Thánh Tông này nên minh oan, thì Trần Anh Vũ lấy lại là Nguyễn Anh Vũ. Thì Nguyễn Anh Vũ sau khi vua Lê Thánh Tông cho Nguyễn Anh Vũ mảnh đất Phù Khê Từ Sơn Đình Bảng đấy để gia đình nhà Nguyễn sinh sống, đến đời thứ 16 là gia đình nhà Nguyễn sinh ra là tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, là đời hậu duệ thứ 16 của cụ Trãi. Bác ấy đền đại chí viên là cái dấu tích của nó như thế để nó báo cho các cháu biết về lịch sử của đền đại chí viên, nó là như vậy. Cái nỗi oán là oán này oán nhất Đông Nam Á. Mà năm 1980 sau khi như vậy nghiên cứu cái bức Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi như vậy gửi sang thế giới soạn thảo, thì UNESCO mới công nhận là cụ Trãi danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng dân tộc. Thế báo cáo các cháu để các cháu hiểu thế thôi. Cháu nghe thấy nói bảo là cái viên đá mà chặn đầu Nguyễn Trãi có còn đấy không? Không còn, lịch sử gần 600 năm thì 580 năm thì người ta nung vui từ bao giờ. Nhưng mà trước thì nó có cái máu ở viên đá đấy, nhưng đi ở đâu mất. Nhưng mà cháu nghe nói là Nguyễn Trãi ngày trước bị chặn đầu ở trên một viên đá. Không chặt đầu thì cũng ở, nhưng mà sau khi bà Nguyễn Thị Anh này còn như vậy không tin là cụ Trãi bị chặt đầu, còn bắt người mang ra thủ cấp mang ra thành Thăng Long bêu cơ mà. Thì sau khi người học trò trông thương thầy quá mới đêm đến bắt ăn trộm thủ cấp mang về cái khu đất để chôn, chẳng biết chỗ nào được của cháu. Bởi vì nói chung là 100 năm bia đá thì mòn, thì nghe cái câu chuyện lịch sử kể lại thôi, chứ còn cái gì nữa. Cháu bảo ở đây tất cả cái đền này là toàn những người ta xây dựng bằng tâm linh thôi, chứ nhà nước đã đầu tư đâu. Mô cụ cổ thì sau khi cụ Trãi qua đời là cái ông Ngọ Lang Đại Vương là ông về đây ông cai quản cái vùng đất này. Ông ấy như vậy làm nghề như vậy thầy thuốc, để ông ấy như vậy cắt thuốc trị cho dân. Thế sau khi chết thì là ông được ở mặt đất như vậy là này,
Và cái miếu đấy là miếu của ông, nhưng mà sau còn gọi là khu này nó gọi là khu Mả Ngũ đó. Thế gọi đất này đất gọi của cái ông Ngọ Lang Đại Vương, cái bia đấy, cái chữ này chữ Ngọ Lang Đại Vương. Đấy, cái cổ ấy, là cái ông đấy cũng hơn 400 năm, 460 mấy năm. Nói chung là đất cai trị như thế. Chứ còn đi giờ như vậy là người ta mới cho trùng tu lại nơi di tích lịch sử văn hóa thì mới nên dựng nên được cái đền này, nhưng không ngày xưa thì làm sao có. Bởi vì như vậy người có công, nhưng mà bởi vì đất nước không nhìn đến thì nói chung là nó cũng chìm trong bóng tối thôi. Đấy, ví dụ như vậy này, Trần Hưng Đạo hay bao người đánh giặc như nó có đi giờ có liệt sĩ đâu, có anh hùng đâu, chỉ có gọi cứu nước thôi. Đấy, bởi vì ông trái này ông ấy lấy lại được Giang Sơn cơ mà. Đấy. Thế cái cháu thế đó để các cháu hiểu để làm một tư liệu thế thôi, chứ còn chuyện thì còn dài. Ví dụ cái đền này, đền toàn người ta xây dựng ở tâm, ví dụ là ba gian tiền tế của kia là ông Hoàng Đạo Trúc, sau khi ông ấy đọc bài báo Văn Nghệ nói về cái vụ án Đại Di Viên này, ông lại là hiệu trưởng trường cấp 1 ở trên Sơn La, ông nghỉ hưu bệnh tật đầy mình, ông làm viện, thế nên ông đọc bài báo thì chưa đến Bà Lộ bà nhập ông. Bọn nằm đây thì quý chị tìm về mảnh đất linh thiêng mà xây mấy gian để thờ tôi, để toàn dân thắp những nhang cầu siêu giải thoát cho tôi thì sẽ khỏi bệnh. Thế là ông ấy trốn viện, ông về, ông tìm về được mảnh đất này. Thì về nhà xong bắt đầu ông không hỏi được dò đâu, bắt đầu ông xuống phòng văn hóa huyện, thì phòng văn hóa huyện cung cấp cho cụ là cái mảnh đất Đại Di Viên nằm ở khu đại đai này. Thế là cụ bắt đầu về xã, cụ xin được ba gian hậu cung sau. Nhưng trùng tụ đời nó trùng lập vào cái này. Sau khi cụ được xã đồng ý cho cụ xây ba cái gian hậu cung đằng sau này, cụ về viện cụ nằm. Cụ nằm cụ mới có tiền. Nhà giáo nghèo về hưu, tuổi cao nghéo rồi hơn 2 triệu bạc. Làm sao mà làm được cái đền này? Thế cụ ngồi trầm tư, cụ suy nghĩ thì cụ ấy, có cái anh thanh niên ấy vào chơi với mẹ anh ở trong viện. Thì anh ấy nhìn nét mặt của cụ, anh mà ô cụ ơi, con trông cái nét mặt của cụ cứ buồn buồn. Có phải chăng cụ đang suy nghĩ về cái chăn trở, về cái việc gì mà cụ không nói được ra, thì cụ có cái việc gì mà cần phải gánh thì con gánh đỡ. Thế thì cụ chúc cụ nói thật là tôi, nói thật với anh, tôi nhà giáo nghèo về hưu, tôi muốn về xây mấy cái gian như vậy để thờ Bà Lộ, để cho như vậy là toàn dân thắp lên nhang cầu siêu giải thoát cho cụ ấy. Nhưng mà tôi được bất thòng tâm. Thế anh thanh niên nói thật bằng, con cho cụ số điện thoại của con, mấy con cho địa chỉ ở tên của con đấy, nếu cụ có muốn xây dựng thì cụ điện cho con giúp đỡ. Thế năm 2006 thì cụ mới điện anh thanh niên này là tôi muốn xây dựng như vậy là cái đền Đại Di Viên này. Thế nên anh ấy đến năm đấy là anh cho cụ 500 triệu, 2006. Thì cụ thực hiện xây dựng có hết một nửa đâu. Nhưng trùng cái này đang xây dựng thì chủ trương của Trung ương, của nhà nước này cho trùng tu lại nơi di tích lịch sử văn hóa. Thế cụ ấy xin được cả khu đất này, không mất 1.000. Thế cụ đi vận động tiếp thì được ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên bí thư chủ nhiệm Đà Nẵng, sau này về làm trưởng ban nội chính trung ương, là cung thiến tượng của ba. Ông đi vận động tiếp thì được ông Cao Đài, hậu duệ của Cao Lỗ Vương, ủng hộ 70 con xe để làm năm gian tiền thế này. Ông đi vận động tiếp thì được ông Nguyễn Xuân Thảo, nguyên thứ trưởng bộ đầu tư kế hoạch, cung thiến tài chân lễ. Ông đi vận động tiếp thì được cô Nguyễn Thị Thu Hương, công ty xây lắp Hà Nội làm hai cái nhà bia. Ông đi vận động tiếp thì được thượng tướng Phan Trung Kiên, thứ trưởng Bộ Quốc phòng xây cổng Tam Quan. Thế gia đình nhà cụ là tức là cung tiến bước bình phong, đến cái bộ ghế ngồi này là của công ty Trần Gia, cung tiến nhà đèn. Nói cho chói mà tất cả ở đây là toàn đồ tâm linh hết các cháu, chứ không có cái gì là để xã hội hóa, chứ không có gì nhà nước đầu tư, chưa đầu tư. Nói chung là cái công trình này nó là như thế, nó mọc lên là do những nhà tâm linh. Cháu về đền nó có thế thôi. Chúng tôi chúc các cháu là chúng tôi lắm được nhiều tư liệu để chúng tôi làm bài cho nó tốt. Thế thì sau này mà nhà nước mà cho chủ nhà nước mà đầu tư mà cho chủ tu lại đi dựng xây thì phê duyệt rồi. Nhà nước chính nhà nước là phê duyệt rồi. Là cái khu này 9,8 hecta và 193 tỷ. Có danh sách rồi nhưng mà chưa có phê duyệt xong rồi, có cả dự án, có cả thăm dò đất, có cả chôn mục mốc lộ giới hết rồi, chưa được ngày không biết là thế nào. Hay là nếu mà nhà nước mà đã có phê duyệt thì
treo cả dự án treo hết rồi và chôn mốc hết rồi, thăm khoan thăm đất thăm dò hết rồi. Chắc là sau này kiểu gì cũng phải có trùng tu lớn đấy, vài năm mới xây dựng mới xong được. Chúng 193 tỷ, 193 tỷ lâu lắm, chắc 35 mới xong được cái. Cũng chẳng biết được đấy, để ông ở đây thì chỉ biết thế thôi, cái cháu bảo làm thế nào được. Nhà nước đã nó có để ý đến không trường thì có đấy, chôn mốc nội giới suốt đến tận đê cơ mà. Đây. Của bên Côn Sơn. Côn Sơn đấy chỉ là cụ làm nghề dạy học thôi. Còn tại sao như vậy? Án nó xảy ra tại đây. Án nó xảy ra tại đây, bị chém, có cụ bị chém đầu tại đây. Thế cho nên là như vậy là Côn Sơn là quê sinh của các cụ ấy. Và lại là như vậy là nơi như vậy là cụ làm nghề dạy học. Mà lại nói chung là nếu mà các cháu đi, tức là khắp đất nước Việt Nam này, những cái đền này là độc chất vô nhị. Tại sao nó ở một cái nơi rất trầm tĩnh, một nơi rất thanh cảnh, nhưng như vậy nơi đây là đền Côn Sơn, các cháu chỉ có mỗi tượng của ông Nguyễn Trãi thôi. Nhưng mà ở đấy cái... không, để ở Khuyến Nương Thái Bình thì cũng chỉ có một mình phụ nữ rồi. Nơi đây là án nó xảy ra được như vậy là nhà nước cho như vậy là, tức là như vậy dựng lên hai vợ chồng các cụ, tức là được thờ cả đôi. Đấy, các cháu về đây thế nhá. Đây này. Cùng vào. Đây là cổng tam quan Lệ Chi Viên. Và bên này là đài Lệ Chi Viên. Có khắc ghi trên là đền Lệ Chi Viên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào đây tham quan một chút khu di tích. Đây là bức tượng đá được khắc tên trong thời gian vào đây. Có khắc đây là đài Lệ Chi Viên ở khu vực này. Được khu Gia Bình thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau. Và xin mời máy quay đi bên kia. Hãy trèo lên đây. Và đây trên này đài Lệ Chi Viên có các một bát hương khá là to. Và trên này hơi cao một chút. Mình ghi là di tích lịch sử văn hóa đền Lệ Chi Viên. Có dòng trên có các ghi về đời của Nguyễn Trãi. Và chúng ta hãy đi cùng vòng quanh một chút ở đây. Cái này là xây bằng đá các bạn nhé. Là được tạc bằng đá. Ở trên này một viên đá khá là lớn, một viên đá xanh như là đã xẻ. Trên này cũng có để treo cờ. Và chúng ta hãy nhìn thấy đây. Máy quay quay trên một bức một viên đá khá là cao, đá xanh dài mấy mét, hay còn gọi là đá xẻ đấy, đá bổ đấy. Thì ở đây có bát hương các bạn. Bây chúng ta hãy cùng nhau vào thăm đền Lệ Chi Viên. Lệ Chi Viên là một vị quan, là văn võ song toàn. Ông là một nhà thơ, có nghĩa là ông rất chi là yêu thơ, sử sách học. Nhưng mà cuộc đời của ông thì lại không được như quý vị các bạn nghĩ. Bởi vì cuộc đời của ông đã bị oan, một cái lỗi oan mà tày trời, trời cao, đất không thấu hiểu. Đó là Lệ Chi Viên cho đến ngày nay. Tân Mão 2011 các bạn. Cổng tam quan này thì có 3 cổng, cổng chính. Đây các bạn, đây là Lệ Chi Viên. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào tham quan cổng Lệ Chi Viên. Đền, đây là khu di tích đền thờ Lệ Chi Viên. Thì còn gọi đó là Nguyễn Trãi, là cuộc đời của Nguyễn Trãi ngày xưa. Khi chúng ta vào thì hai bên, đây là một cuốn thư, một bên là cây bút và bên kiếm. Và bên này bức tháp có thờ, bức bia đá. Đây các bạn. Và một bức bia khắc đá và cưỡi trên lưng một chú rùa, chữ cũng khó mờ, cũng hơi mờ một chút và bị độ viên đá lại trong quá trình thời gian là. Đây là Đức Bà Nguyễn Thị Lộ. Rồi dòng chữ nó hơi mờ một chút thì mình sẽ bổ sung sau các bạn. Và bên kia chắc chắn là sẽ là Nguyễn Trãi. Và một bên là Nguyễn Thị Lộ và bên là Nguyễn Trãi. Có nghĩa là vợ. Mình có thể nói nôm na là ngày đó là vua bà và vua ông. Đây là Nguyễn Trãi các bạn. Ông sinh ngày ông sinh năm 1380 và ông mất
là 1442, cách đây đã mấy trăm năm. Và dòng chữ cũng hơi mờ thì mình sẽ bổ sung về sau. Và xin mời quý vị hãy cùng mình vào trong này tham quan. Đây là khu Đại Cáo Bình Ngô, Lê Thái Tổ tuyên cáo nhận nội thành, khiến Nguyễn Trãi phụ soạn công bố vào tháng Chạp năm Đinh Mùi đầu năm 1428. Cái dòng chữ này cũng hơi dài các bạn. Mong các bạn hãy thông cảm, máy quay cho một chút cho mọi người đọc hết dòng chữ này, thì trong quá trình mình đấy cũng hơi lâu, mình sẽ để dưới này phần mô tả cho quý vị các bạn hãy xem hết video và đọc cái thông báo ở trên này. Và bên này cũng vậy, bức đằng trước và đằng sau cũng có ghi cái này được trùng tu vậy. Và năm 1980 kỷ niệm là 600 năm, có nghĩa là 600 năm là ngày sinh của Nguyễn Trãi. Tổ chức UNESCO công nhận, thế giới đã công nhận người là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đúng không? Cách đây đã mấy trăm năm rồi. Và trước cửa đây chúng ta cũng có một cái hồ Mặt Nguyệt được trồng sen các bạn. Đây là hồ Mặt Nguyệt trồng sen, thì sen cũng đã khá là mờ rồi. Nó đã bị nâu có thể cá. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào, cùng mình vào tham quan khu bên trong, khu bên ngoài trước đi. Khi chúng ta đến đây chúng ta thấy là cái phần phần mã QR và bên này. Chúng ta đến đây có thể check in mã QR, tìm hiểu thêm về một chút lịch sử trong này. Đấy. Và ở trên này thì lịch sử ở trên này. Chúng ta check mã QR này, và ở dưới này là những đơn vị đồng hành, có nghĩa đơn vị đồng hành đã công đức và củng cố cho đền thờ Nguyễn Trãi. Chúng ta sang bên này. Wow. Đây là đá mặt đây. Mày quay một chút vào đây xong là ra đây. Mấy ý kiến về tượng đài Giọt Lệ Chi Viên, bài học tại lễ khánh thành đền thờ lễ nghị học sĩ Nguyễn Tị Lộ ở Tân Lễ Hưng Hà Thái Bình. Quay một chút để cho khán giả còn có gì đọc. Chúng ta hãy sang bên này. Và đây thì chính là viên đá mặt Nguyệt. Đây cũng có thờ. Bây giờ chúng ta hãy xin mời quý vị các bạn hãy cùng mình sang bên tượng đài Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ ở nằm phía bên này. Còn ở khu giữa này là khu thờ, khu đền thờ Nguyễn Trãi ở vị trí này. Đây các bạn, tí nữa chúng ta hãy cùng nhau vào tham quan khu đền thờ Nguyễn Trãi này. Và đây, bên trái quý vị là Nguyễn Thị Lộ và bên phải là Nguyễn Trãi, anh hùng dân tộc. Và chúng ta tiến gần đấy một chút, máy quay hãy lên gần đấy một chút. Và đây là vị Lê Nghĩ học sĩ Nguyễn Thị Lộ, và bên này là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Và ông chính là, đây là chính là ngài, và kia chính là người phu nhân của ngài. Bức tượng là được bằng đá Thạch Anh các bạn, bằng nguyên khối. Để đây để lưu niệm cho quý vị các bạn mỗi lần đến đây tham quan khu di tích lịch sử ở đây và thắp hương.
Vậy chúng ta hãy cùng nhau vào tham quan khu chính điện để thờ. Đi máy quay. À, khuôn viên ở đây thì sau này được xây dựng rồi tầm 10.000 ha gì đấy. Như bác kể là khoảng 10.000 ha. Cũng khá là rộng. Sau này sẽ mở rộng ra để trùng tu. Và bên này khi gian chính điện là cũng có thờ. Đây là chính điện các bạn, mình cũng đã thắp hương xong rồi. Bây giờ cho quý vị quay một chút, được làm bằng gỗ lim, khá là được mới trùng tu lại các bạn. Trên kia chính là ngài. Hãy qua bên này một chút. Nguyễn Trãi, sinh năm 1380, và ông đã phải nhận cái án vào năm 1442. À, bên kia là khu sau này là sẽ được khu dân cư và được trùng tu và xây dựng lại. Ở bên này thờ là có thờ đấy, như mình nói là Nguyễn Trãi và ngài đấy. Đây các bạn. À, chúng ta vừa được tham quan khu di tích lịch sử đền thờ Lệ Chi Viên, đó là Nguyễn Trãi, và ông sinh năm 1380, và ông đã phải cúi đầu nhận một cái án oan, đó là năm 1442 ông đã rơi đầu tại Lệ Chi Viên ngày nay, đó là Nguyễn Trãi, và viên đá chặn đầu đó có người nói là vẫn còn nằm ở đây, và mình cũng chưa biết là viên đá nằm ở đâu. Và có nghĩa là khi Nguyễn Trãi kết án tử hình Chu Di Tam Tộc của dòng họ Nguyễn Trãi, và đền thờ Nguyễn Trãi ở bây giờ lớn to, không phải là Lệ Chi Viên. Đây là Lệ Chi Viên ngày xưa ông lệnh kết án ở đây, và đền thờ của ông là Chí Linh Hải Dương giáp với chùa Côn Sơn. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn hãy cùng mình đi tham quan một chút xíu nữa để tìm hiểu về khu di tích lịch sử này nhé. Xin mời. Ở phía sau này thì là công trình phụ các bạn. Phía sau này thì chỉ là công trình phụ thôi. Đây là nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh thôi. Đây nơi hóa vàng thôi, không có gì cả. Và viên đá đó nằm ở đâu bây giờ nhỉ? Đi vòng quanh đây xem là có thấy viên đá chặt đầu của Nguyễn Trãi không. Người nói là còn, người nói là không còn. Rất chi là mờ ảo. Và đi cẩn thận Kim Anh nhé. Chỗ này hơi bị ướt đấy. Đi cẩn thận. Không trơn lắm đâu. Và đây là ngôi mộ. Ngôi mộ này như thế nào? Dòng ở đây cũng đã mờ rồi các bạn. Cũng khá là mờ rồi. À, ngôi mộ này cũng rất chi là lâu. Và đây chính là cái mấu chốt cây cổ thụ.
Và đây, chắc chắn đây là của Nguyễn Trãi. Đi, đi Kim Anh. Ở đâu? Đấy, đấy không phải đâu. Đấy không phải. Tắt máy đi Kim Anh. Đấy. Như này nó thành là thành ba rồi. Ba. Có nghĩa là nhìn nhìn mắt thường thì lại thành là một nửa lọ nửa kia, nhưng bên này 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 bên tía. Ừ. Nhờ lắm. Nhờ. Bên này. Đấy, cái bông này lại khác nữa khác. Vâng. Cái bông này khác. Bông này nếu mà để ý nó còn cái xanh. Vâng. Dạ. Xanh, xanh nhạt. Xanh nhạt. À, chúng ta vừa được nghe một cái câu chuyện là tâm linh của cụ Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ. Có nghĩa là đầm sen này vào tháng 6 dỗ của cụ thì lúc nào cũng còn được hai bông. Và sen thì lúc nào cũng lở, thậm chí là nếu mắt thường chúng ta nhìn thì nó là hai màu, thậm chí là ba màu, một bên trắng và một bên đỏ, gọi tía tía. Đây là chuyện tâm linh có thật, có nghĩa là lỗi oan ức của cụ vẫn chưa được hóa giải, đã trải qua là tuổi đời là 600 năm, hơn 600 năm rồi. Chính vì vậy thì chúng ta hãy đến đây thắp hương và cầu khấn cho cụ được giải oan ức, cái nỗi oan ức của cụ, tru di tam tộc của cụ. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi chương trình của mình. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình video tiếp theo. Quý vị thấy video này hay, nhấn đăng ký, subscribe và bình luận ở phía dưới. Và chào quý vị các bạn. Tạm biệt quý vị các bạn. Hẹn gặp lại. Bye.